Chào cả nhà nha. Chào nhà nha. Bữa nay hai anh em mình đi xuống dưới cái vườn mít, nước nay cũng cạn rồi, thấy có ong đắng nhiều, hai anh em mi mò ong đắng nha cả nhà. Mời cả nhà cùng theo dõi Bảo mò ong đắng nha. Có không? Mò bắt ong đắng thôi nha, ốc bươu vàng đừng mò nữa nha. Đây, ốc đắng nè. Có không? Ừ. Đi từ từ kìa, ha, phải không? Đi từ từ. Đi từ từ Bảo điên bên hai điên bên nha. Nè thấy không, ốc đắng nè. Rồi con bự nghe Bảo. Mấy giờ ốc đắng như nhỏ không nè. Ừ. Có con bự. Hôm nay cái Bảo đi mò ốc đắng. Sao mò toàn ốc này thế? Ừ. Hả? Bắt luôn ốc tác hả? Bắt luôn đi, mai làm bánh gỏi mà. Mai làm gỏi bắp chuối không Bảo? Ừ. Mai làm gỏi bắp chuối rồi, nước tiêu rồi. Đây. Đây nha. Bảo mò đầy thùng không? Trời ốc đắng nha. Ừ. Tổng hàng đó chắc con này vô. Nhỏ xíu. Cái hàng đó bao hồi vừa. Dạ nói về. Sao thôi. Tắm rồi dễ luôn hả Bình? Vậy em hổm nó chết hết rồi. Sao Bình biết chết? Hôm nay mò chết rồi. Hổm mình biết chết kìa. Biết nữa. Hai mẹ cũng có con dĩ trơn. Ừ. Ui, ốc chết. Để anh đợi đi, anh đợi. Có không Bảo? Đúng. Hôm nay anh hai không mò ha, để cho Bảo mò ha, mò đầy thùng mới chịu nha. Thôi Bình mò cũ đi. Hai cái mò có một tay à. Ủa một hai tay. Ừ. Hai tay nó có nhiều. Ừ. Anh hai mò mấy anh đây. Ốc như nhỏ không. Cũng lấy ốc đắng bự nè. Mò trên mặt đất á. Nè thấy không? Anh hai mò có ốc đắng bự nè. Sao xuống động Bảo rồi. Có con cá chết đắng rồi Bảo. Hả? Hả? Ê, ốc bu nó kìa. Ừ. Ốc bu vàng không? Ốc bu vàng không? Ốc này ốc bu vàng chưa ngán hả? Chưa đâu. Có con cua nè. Có không? Có. Ui, chạy quá. À. Cua toàn là cua nhỏ không? Ừ. Hả Bình mò ăn không? Sao anh hai mò trúng ốc ấy không vậy ta? Ốc gì? Ốc Pháp. Đây đây, đây đang châm luôn nè. Ừ. Bắt cổ máy. Ừ. Nè, cá ấp ú nè. Sao rồi? Ừ. Cá ấp ú nè. Ừ, bắt luôn đi. Bắt trộn với ốc đắng ăn luôn. Trời ơi. Có gì em con nè. Chết rồi. Sống, còn sống. Thả nó đi, mai mốt bự bắt. Đó à Bệnh. Ừ? Tôi lên cá đó. Ốc vàng mà. Không, ốc đắng lẹn lại vô. Ốc gì nó lẹn vô chứ. Đắng tưởng đâu Pháp không? Ừ. Có còn gì nữa không? Không. Đó, con đó có hàng ra rồi. Có hàng chứ đâu có con gì đâu. Sao không? Sao Bình mò dữ ơi. Không hàng. Có này đâu dám mò hàng đâu. Đó. Cái gì? Đó cái hàng đó con cua mới làm hay gì kìa. Mò ốc đi ông ơi, ông đi hồi lên xịn không thấy ốc ông ơi. Thì đang mò ốc nè. Không, anh hai mò nhóc đi nè. Anh hai mò có một tay hả? Chết không vậy ta? Có không? Nè, con gặp nó nữa. Nè, hến nè, mọi có hến không? Bắt luôn ha. Bắt hến luôn. Điện chết nữa. Ừ, có dẹm bự, bắt dẹm bự luôn. Nè, bự quá trời, bự bằng bàn tay của Bảo luôn rồi. Bự chưa? Đập ngay chứ ai? Điện sao hụt mà. Rồi, dục nhẹ thôi, bể đó. Ốc này lâu quá. Sao mà con ốc nhỏ không hả ta? Ồ, Bảo hốt một nắm ốc luôn. Thôi bạn đứng gần cái chết. Đắng nè. Nghiến con quá. Em có một tay rồi cho nên bắt nó lâu. Cái hàng đó hình như mới làm hay gì kìa. Dạ. Cái hàng đó hình như mới làm hay gì kìa. Giữa tay ra bình luôn á. Nhiều khi có con cua ở trong đó đó. Trên kia nước cạn. Có không? Wow. Con gì vậy? Ốc đắng là anh trơn á. Bắt con chó hoài bắt không hết hả bạn? Nhiều dữ hả? Ngủ mít. Ôi sợ cái hang mà được con diệm. Diệm nhỏ xíu à. Sao mỗi hang được con diệm? Bỏ đi cho nó hơi lớn. Lớn mà nó. Đã không? Nhiều không? Số đâu? Coi có con nào nhỏ hả ra nha. Bảo mò Bảo không lựa mà. Con phải lựa. Gì vậy? Có không? Bảo này thì có đắng. À, mọi nhận gì muốn con quái ta. Cũng có mà còn cái sần đã được mò được miếng không à? Không có chết quay với trời có đắng à? Không có diệm, có đắng này chứ đâu có diệm nè. Còn những chết quay á, nhỏ nữa nè. Ủa cái hang nó sâu dữ hả bạn? Nãy bạn mời đừng diệm chết hay diệm sống hả? Chết. Tại tưởng đâu diệm không luôn. Hàng đó có một cua chắc luôn chị này. Không rồi đi, nhập hoài tất nó quá. Wow. Dạ. Nước đầy rồi mình qua đìa kia đi. Để đâu đầy hết cũng cạn như nãy mà. Queo tên. Ở đây đâu đắng nè. Hả bạn? Bắt đi. Bắt không đủ tay nè. luôn kìa. Ừ. 100 mấy ngay đó luôn kìa. 100 luôn. Tao có bao giỏ lên chưa? Tao bắt. Không kịp hả? Kìa không? Chị hai ba tìm kiếm cái cây mà có ốc nè. Ốc trắng rất là nhiều. Dưới đây nè. Dưới đây nè. Rồi đầu dưới đó đó. Nó bắt chi? Bắt con bự thôi. Trên đây nè Bảo. Kìa. Sau lưng Bảo nữa kìa. Đâu? Dở cây lên. Dưới đây nè. Có không? Mấy con cua này để chạy ốc. Bảo bắt ốc Pháp nữa nè, nó không. Bắt ốc bự á Bảo. Ốc bự ăn mới ngon Bảo. Ừ. Bự có gì không? Cái bắt cha lo chỉ không? Không. Nhóc luôn mà quằn nước đục không có thấy Bảo ơi. Nó cạn quá. Nó bu lên đi qua quá. Đi qua chỗ cũ bắt đi. Sao? Qua chỗ cũ bắt nhiều hơn. Đi. 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 Bữa nay có cái dốc này lên xuống. Ừ, lên đi. Là không nổi nữa vậy. Không nổi. Bây giờ mà anh em mình bắt được mớ ốc đắng rồi cả nhà. Giờ đổi qua địa điểm cũ để bắt thêm mớ ốc bươu vàng nữa. Bên đây nước đục không thấy. Hôm qua ông đó bắt sao? Mai chiều mình thả trà xuống cái xuống mình hớt hen Bảo. Xuống đây. Chỗ này ha. Ừ. Đi giờ qua chỗ cũ mình chỗ bên kia kìa, chỗ hở mình bắt ốc bươu vàng á. Chỗ nào? Bên địa anh Ân á. Ừ. Bảo bắt được cá đường hồng không? Bắt cái miếng ở đây, bắt được Bảo. Giảm tiêu. Đi lẹ đi, lọt đìa bây giờ. Lọt dưới. Nước ta mấy cái bãi này giờ nó đầy luôn. Ừ, giờ nó ngập rồi, nó ngập hơn hả nè. Đi vô mấy cái dũng hả Bảo bắt á. À, đây vậy là có cái dũng nào mà có nước nè. Ừ, có không? Coi đi. Nước đó. Có không? Ai biết xuống dạch coi biết chứ. Có mà lạ. Dũng này không có rồi. Và cái mương đó đó. Đây. Hai nước đầy quá rồi. Ba bên kia. Không, bác bên đây trước đi. Ê, hình như là có dũng nước nè. Ừ. Có không? Ê, cái dũng nước là nó xuống rồi đó. Hả, bả bắt đây có mà. Đó, có kìa. Đâu? Đó. Con động động đó. Nhỏ xíu hả? Bả bắt ốc nhỏ không? Nó cá rồi. Ừ. Đây, này con cái mương. Có không? Xuống bắt đi. Từ. Ê, xuống. Có kìa. Kìa đó. Nè, cái coi lên đây kỹ nha. Đó, ốc đó. Ở luôn có con. Ừ. Rồi, thôi đi. Con là con. Này hết rồi. Nó còn bế đó, nó mới tức nữa. Đó, con cò mới bay. Ê. Nay không nhiều như hổm hả bà? Ừ. Sao không xuống coi? Mấy con cá này. Này. Ừ. Bên hai bệnh có. Chị hai bển bắt ốc bự kìa. Mình bắt xong mới cái mương đi. Con. Ê hai bệnh, cái này chạy dọc đâu? Dọc qua đó đó. Qua đó đó hả? Ừ. Còn cái này. Này cỏ mọc nhiều hơn hả mà không thấy rồi ơi. Ê, này có dũng nước nè. Có không? Có nè. Nè. Bắt đi. Đó, con đó nữa kìa. Thấy không? Hốt luôn. Ừ, đây nè. Bên đây hay gì nè Bảo? Hốt luôn. Ê, trong đây nè. Ừ không? Nè. cá nhóc bển kìa. Quên con nữa rồi. Con khe. Được không? Được. Được. Bên này có cái mương. Được, bự đó nha. Ừ. Bên này có cái mương. Đó, thấy không? Thấy không? Mẹ. Cốc đắng nè. Ừ. Bắt về mai cô Út làm gỏi bắp chuối ăn. Kìa kìa Bảo. Đó. Trong chung nè. Đầy hồn mới chia, đầy hồn đâu có chia. Đầy đó bắt đầy hồn nha con. Đầy hồn thì thôi đem về ăn hết luôn. Hả? Sao mà anh bắt mấy cái mồm. Bên này có nè bệnh. Có rồi. Nè. Ừ, bắt ốc bự nha, đừng bắt nhỏ nha. Hai con mày dính cặp luôn. Nó dính cặp là sao Bảo? Hả? Bảo lội xuống vần đục ngào rồi, thấy gì đâu. Đúng không? Bệnh thấy chưa hay nè. Không? Nó lại xuống là thấy nó rồi. Bự đó nha. Nè, chứ bé này gì không phải bự. Không, bỏ bắt còn ốc bự không? Nhỏ không, ốc bự đâu. Đúng không? Nhỏ xíu. Nhỏ đâu. Còn ngay vợ mình cũng có con ốc mà. Rồi đi. Thôi mình lo mà hút được hơn. Ngày này vớt ốc bự rồi. Người ta mới cứ đủ gì hết. Đó nhai. Nhai. Đã bu lên cây nè. Bự không? Hôm nay trời gầm hù hù. Tối nay chắc mưa lớn quá bà. Đây. Có. Con lớn tao được. Đây. Cái này nè. Đó mà. Đó thấy không? Đã không? Chứ hai ký vậy? Sao bác? Đang bị cu. Rồi đi. À nó không có. Chỗ nào có nước này chỗ đó có ốc. Phải không? Đúng. Này trời lớn rất là lớn. Nước nhiều này ốc nó sạch luôn. Cái này này chứ hai. Có nhiều không bà? Dài dài á. Không qua đụng ta. Được. Đâu bỏ. Dài dài đắng có liền á. Con. Dạ bóng. Sát mé đó có con nữa. Đó, con ở ngay đó tối nè. Bước qua không biết được không đây. Nãy nước đầy không biết ốc mập không. Nãy bước qua được không? Sao nước cạn nè. Nước cạn nè. Nước nó cũng đã cạn. Cái đè cá đèn hồng. Trời ơi đè cá đèn hồng cũng đầy luôn. Hổng ngày trời mưa lớn á bà. Ừ hổng trời mưa lớn á. Cái nước nó đầy nhóc luôn. Trời ơi. Rồi. hai con. Có nước mà. Ừ? Có nước. Bên đây không có nhiều, bên kia. Ừ. Này ít hơn hổm rồi Bảo ơi. Ở dưới đây nè hả bạn? Ờ. Đó, có một con nằm dưới đó sát đất vậy đó. Con này mới làm gốc. Ừ. Nhỏ thì nhớ tha cho nó nha. Con nhỏ. Bắt con lắm luôn á. Ôi Bảo cùi bắp quá. Rồi đó. Con ăn hai bắt cái muôn này luôn rồi vậy. Ừ, hãm bắt một thùng luôn nay hết rồi Bảo ơi. Nay nước đầy quá nó không nổi lên như hổm rồi. Vậy. Cái gì đâu. Giờ nay nước đầy rồi hả bạn? Ừ. Hả? Chưa đủ rồi. Rồi cái đó chọn qua hôm nay. Ở ngoài đây ốc bự không nè. Ôi, ở đây. Có không? Nè. Ba con cũng biết. Ôi, ốc chản luôn. Ốc dày bắt mới ngon nè, đó thấy không Bảo? Ừ, ở đây nè. Kìa kìa Bảo. Nè. Ốc chản luôn nè. Ấy là bệnh nước nè. Kìa kìa, đó, ở dưới đáy đó thấy không? Giờ nó chưa có ấy rồi. Nè, nó đang quá bự. Trời mát nó nổi lên. Thôi bạn, nó đang bự nè. Ừ, đang bành luôn. Hôm nay kéo lên chân trời. Rồi má làm đục kìa. Dạ. Dạ con không tới nè. Té đó trai. Ôi. Hết biết gì. Ừ. Xuống đây bắt mấy con ốc bự nè. Anh hai loại được, Bảo loại cũng được nữa. Hết ốc bự rồi. Không thấy chị hai luôn. Ồ. Ô kìa, bắt cứ. Đường đây không đi, đi về phóng. Phóng đi. Bự không? Chị hai gác ốc bự không? Ốc vậy nữa mà. Ừ. Ốc mất tiêu rồi. Này không? Ốc. Ở ngoài mé này bự không à? Đó! Hả? Đâu đâu? Hả? Cái chanh bự chản luôn Bảo. Có không? Có. Sao mà đó muốn chết rồi. Ngắn lòng trái quá trời luôn. Ngắn này đầy nhóc luôn. Kìa, nhóc đánh kìa. Thấy không? bên kia đó. Thấy không? Thấy. Nó bắt nhiều dữ rồi. Đâu có nhiều như hổm đâu. Chưa được nó thôi nữa mà. Ừ. Đó, quay với cái hai ha bạn. Đi. Giờ nó được cái nhân lòng. Ăn đi, cái nhân lòng chín ăn được á. Ngon không? Ngon không? Ngon. Ở đây hôi dữ à. Đi nhãn lòng nó bay mùi hôi á. Đặt sung á. À, mương này nãy bắt rồi phải không? Bảo cừu bắp. Đó đó, ốc bự kìa, thấy không? Thôi nó mén kìa. Đã ha. Ốc bự không? Ốc đâu bự. Ốc bự đắng kìa. Đi vòng, đi vòng. Thấy không? Thấy không? Đó. Ừ. Thôi em dắt tới nè. Em này bắt. Ngay, ở đây ốc bự nhất nè, em chưa bắt. Xách, xách, xách thùng qua đây Bảo. Quá trời Bảo ơi, lẹ Bảo ơi. Lẹ Bảo. Nếu cho nó ba té hồ, tẩm bụng chả quá. Ui da. Dạ. Có đất tao không? Qua đây có không? Quả này hồi nãy bắt con thốt nè. Không bắt con thốt giờ nó sốt cái ốc bự nè. Quá đã. Mình chạy lên bên kia kìa. Đó, nó vẽ trứng dốc rồi. Đó rồi. Đó. Đây nữa nè. Ok. Đó, hai con luôn. Bự 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 bự. Đó kìa, kìa. Đây nè. Ừ. Bên đây ốc bự không cho em chị bắt. Đó ốc bự rồi. Đây nè. Trời ơi. Ngồi xuống mệt quá. Ui. Đâu? Đó, nổi lên đó. Đây nè, đó bắt mày đi. Lần ra đó là bạn thấy đi con đó đúng không? Không. Đó, đó, đó. Bắt được nó chưa? Rồi. Vậy đây chắc đủ làm gỏi rồi ba ơi. Về ba ơi. Về. Về, chuyển mưa rồi. Nè. Đâu ra có tới nhân lòng. Ừ. Chào cả nhà đi về. Chào cả nhà nha. Thôi bắt cũng như đây, bữa nay không có nhiều cả nhà. Nay cũng vừa đủ là làm đủ bữa ăn à, cho nên thôi giờ cũng gầm sắp mưa rồi. Anh em mình về nha cả nhà. Xin chào cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Bye bye nhà Bảo. Bye bye nhà. Coi chứ hai kìa. Ừ. Nắm luôn.